Chào mừng mọi người đã đến với kênh Radio Tâm Linh Ngày hôm nay chúng ta cùng đến với một tác phẩm của một tác giả hoàn toàn mới với kênh của chúng ta, tác giả Hà Cơ với câu chuyện Chiếm đất đỉnh Như mọi người đã biết thì đất đỉnh trù miếu thì là những mảnh đất rất linh thiêng phải không? chỉ cần đụng vào nó thôi thì không biết chuyện gì sẽ xảy đến với ta Thế mà cả một con xóm chiếm hết cả một cái đỉnh rồi phá rỡ tất cả những thứ liên quan đến đỉnh ấy thì không biết con xóm này sẽ xảy ra những chuyện gì mời mọi người hãy cùng lắng nghe câu chuyện ngay sau đây. Năm 2003, tại con ngõ cụt bao gồm 20 hộ dân trong xóm tôi vẫn ngày ngày chạy theo nhịp sống hối hả phát triển của xã hội. Rồi một ngày, những người dân thôn quê chân chất hàng ngày bám mặt cho đất bắn lưng cho trời vì bắt cơm manh áo bỗng được một phen náo loạn gà bay chó chạy, nhà nhà sống trong sự lo âu thấp thỏm không yên. Thì mà trên đầu họ cho một cái án tử rõ rành rành, chỉ trực ụp xuống bất cứ lúc nào. Trong đấy cũng không thể thiếu gia đình tôi. Nguyên căn câu chuyện bắt nguồn từ mảnh đất nhà ông Kiệm, một hộ gia đình nằm giữa con xóm, cũng là nhà có đất rộng nhất với những gốc cây ăn quả đan xen trong vườn. Khi tôi còn bé, nhà nội vẫn hay kể cho tôi nghe về sự thay ra đổi thịt của khu đất quanh nhà. Kể cả bây giờ, mỗi khi có dịp đưa vợ con về thăm quê, sang nhà bà chơi, nói chuyện đông tây. Một hồi sau bà vẫn kể cái tích cho tôi nghe, như một thói quen. Cái sân kho ở ngoài đường lớn ấy, trước đây là trường bắn của lính Tây. Chúng chuyên đem dân ta ra để hành quyết ở đấy đấy. Sau này thì đành chỗ trồn trẻ con bó chiếu. Cho đến năm 73, hợp tác với xã, người ta xây lên một cái nhà kho. Nghe kể vậy, thật đầu tôi cũng chả biết người ta xây nhà kho gì. Tôi chỉ nhớ năm 98 tôi học trường mẫu giáo ở đấy. Bà nói tiếp. Dạo đây trẻ còn đẻ ra kho nuôi lắm. Đứa nào đứa đấy đầu mụn, toàn cái mụn thịt. Xong rồi ạ, đêm thì khóc thét. Hồi ấy điều kiện làm gì được như sau này, nên toàn chết yếu. Người ta mang ra chỗ cái nhà kho ấy tập trung rồi chôn tập thể đây. Nghe xong, mồm tôi há ra kinh hãi. Những năm 73 thì làm gì có cảnh bom rơi loạn lạc mà phải chôn tập thể nữa. Bà lại kể tiếp. Đây, thời trước nó thế. Ngày bà mới về đây làm dâu. Ngay cái chỗ mép đường gần cổng nhà kho. Có cái con ngựa đá sành to lắm. Nhưng bị bom đạn làm bay mất cái đầu. Ngày ấy bà với ông đi tắt nước lúa ở sau sân kho. Lúc nửa đêm còn nhìn rõ một một, nguyên một cái đám trẻ con. Đứa nào đứa đấy cứ trắng phau như bột ấy. Chúng chạy nhảy khắp sân kho, rồi leo cả lên cái con ngựa đá mà ngồi. Tôi nghe bà nhắc đến con ngựa đá xanh thì nhớ lại, quả là có thật. Ngày tôi học mẫu giáo ở đó, nó vẫn còn chỉ có điều là đã siêu vẹo cũ nát lắm rồi. Tôi hỏi bà. ơi, thế là ma hả bà? Mà sao ở đấy lại có ngựa đá xanh bà nhở? Nhắc đến chuyện xa xưa, hai mắt của bà sáng lên, bà lại tiếp tục kể. Thì từ cái chỗ ấy vào đến đất nhà ông Kiệm là cái đình làng. Ngay gần khu cổng nhà cháu là cổng chính của đình trước nó còn có tượng hai con voi bằng đá xanh rồi cái mảnh vườn sau nhà cháu hồi đó nó có cái đường cái của làng chạy thẳng ra bến đỏ đấy nghe vậy tôi không khỏi bất ngờ sau khi tôi ra đời đúng là mọi thứ xung quanh đều thay đổi quá nhiều tôi chỉ cười xòa nói vui tiếc kê bà nhờ lúc đó mà không thay đổi có phải giờ nhà cháu là mặt đường rồi không bà nhờ Nghe vậy, bà tôi cười ha ha, đưa tay tên miếng trầu bỏ rồi mồm, nhai bỏng bẹm kể tiếp. <laughs> Cái ảo nhà Bắc hóa sau nhà mày ấy, ngày trước, nó là ao của đình đấy. Sau này hết chiến tranh, xã phân chia đất thì người ta ra đấy, xí chỗ, chờ ngày định chính, nó cấp sổ. Đình là cũng vì thế mà bị lấn chiếm thành đất nhà dân đấy. Quả thật, các cụ đất cát ngày xưa chỉ coi như thứ tầm thường. Miễn sao có mảnh đất cắm rồi, cắt cái nhà ọp ẹp lấy chỗ chui ra chui vào là được. Các cụ tới bây giờ chỉ quan niệm, ăn nhiều chứ ở hết bao nhiêu. Nhà nào cũng chín mười mặt con, lo ăn từng bữa đã đủ vất vả, đất rộng để mà làm gì. Hồi đó ông ngoại tôi cũng làm địa chính ở xã được 3 năm, đất nhà tôi bây giờ đang ở trước là một bãi trũng để cấy lúa. Sau khi bố mẹ lấy, ông bà nội thấy đất chật. Về sau bố còn là một chú nữa, cho nên đã nhờ ông ngoại cấp cho một suất đất. May mắn thế nào, bố tôi xí luôn cả bãi rồi nhờ ông ngoại làm giấy tờ. Đất nhà tôi hiện tại rộng gần một mẫu. Bố mẹ tôi phải mua biết bao nhiêu là cát, thuê cả xe công nông ra tận bờ sông chỗ bãi bồi, rồi mang về lấp vào cái bãi trũng ấy. Sau khi nhà tôi ổn định, thì lần lượt những nhà có đất chặt đông con cũng ra xí đất theo suất. Thế rồi khu dân cư dần hình thành, kéo theo đỉnh làng cũng bị tháo rỡ. Tượng voi đá ngựa cũng một mai bị người ta nhổ lên rồi trực tiếp ném luôn ra sông. Dù chỉ trong đất nhà ông Kiệm, có một tấm bia đá sành to lắm. Trên mặt bia vẽ đầy những chữ nho nằm sừng sững giữa sân nhà ông kiệm nhiều lần muốn nhổ luôn đi cho đỡ trướng mắt nhưng bất thành vì cụ cao cụ thân sinh ra ông kiệm năm lần bảy lượt đòi sống đòi chết không cho ông nhổ cái bia đi ông cụ cao nói mày muốn nhổ cái bia nào thì nhổ duy cái bia này mày phải thở cúng hoa thơm quả ngọt vào mùng một ngày giảm mấy hôm tết nữa có như thế thì mới hưng thịnh được chứ bây giờ mày nhổ ném đi các cụ vật chất cụ nộp nhà mày. Để bố già, ông kiệm ngậm ngùi chịu đựng cảnh ra vào chậm mặt cái bia đứng rừng rững giữa sân nhà. Nhiều khi ông vẫn tự trách bố mẹ. Đất thì rộng. Thế mà cho con ra ở riêng, xây cái nhà chỗ nào không xây. Xây ngay chỗ cái bia, nằm lù lù giữa cửa thế này không biết. Đồng qua xuân đến hè sang, rồi cũng đến ngày ông cao mắc bệnh tuổi già. ra đồng nằm cho dễ hít kêu, Bốn mùa hoa nở không về nhà nữa. Một tháng về hai lần, mùng một, mười rằm. Ông Kiệm sau khi bố mất được ba năm, đi ra đi vào nhìn thấy tấm bia trơ trọi giữa sân làm mất đi vẻ đẹp của khu nhà. hai mắt ông Long sòng sọc, lóe lên tia lửa. Ông lập tức gọi hàng xóm sáng giúp, đổ cái bia, mang đi ném. Bố tôi cũng có mặt cùng ông Kiệm và một người trong xóm nữa định làm việc ấy. Phúc tổ bảy mươi đời nhà tôi, sau khi ông Kiệm qua nhờ vả, Bố tôi vui vẻ gật đầu qua giúp luôn. Vừa qua ngồi xuống pha được ấm chè rót ra chưa kịp uống. Thì mẹ tôi nước mắt đèm lem chạy qua báo tin. Tôi đi phá làng phá xóm, bị chó gặm vào đùi. Phải vác lên chạm xá để câu Thế là bố tôi bỏ về. Còn lại ông Kiệm và ông Doãn hàng xóm ở lại cùng nhau nhổ bia lên. Sau khi nhổ xong, ông Doãn nhìn tấm bia đá xanh tiếc rẻ nói... Ông định mất đi à? Thế cho tôi xin. Lát tôi kêu bà nhà Mang cái xe bỏ qua Trở về Kê ở cái chân đống rông Đống rông mà kê bằng cái tấm gỗ lâu nằm mục hết rồi Giờ có cái tấm này Kê phải biết Ông Kiệm nghe vậy thì vui vẻ gật đầu ngay Dù sao ông chỉ cần cái sân nhà ông quang đãng là được Còn không ai xin Thì ông cũng mang ra ném ở giữa sông chưa giữ lại Làm được cái gì cho đời Cho nó chật nhà cả hai ông loanh quanh rồi trồng cái dây thừng vào thân tấm bia để lát ông doãn mang xe bỏ sang chợ bà đầu vợ ông kịp đi thăm đồng về vừa trông thấy cái bia nằm lăn nóc bà hốt hoảng kêu lên ôi rồi cái ông kia bố dặn thế nào ông 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 muốn chết hay sao mà đạo cái bia lên ông Kiệp quắc mắt nhìn vợ tay chống lạnh lạt lại Bà thì biết cái gì hả? Một thằng bia còn nhổ được Không lẽ một cái này không nhổ được Đi nấu cơm đi Ở à, đấy mà nói lẹo Bà đầu bị chồng nạt lại Thì ngậm họng không dám ho hè gì nữa Bà quăng cái xe đạp giữa sân Rồi bước nhanh ra sau nhà rửa chân rửa mặt Nhặt rau chuẩn bị nấu cơm trưa Trước nhà Ông Doãn cùng bà Nga Cũng đã điều động xe bò sang tính Giữa cái nắng tháng 6 như đổ lửa ông doãn cởi phăng cái áo bộ đội đã bạc màu ném lên thành xe bò để lộ ra thân hình gầy như khỉ đói ông vò đầu bứt tai nhìn ngắm cái bìa mà nói ê cái bìa tỏ nhiều vậy mà mang về kê có mỗi đông giòn thì phí quá hay là đập ra thành mấy mảnh kê mấy cái thứ linh tinh khác vậy ông kiệm cho tôi muộn cái búa ông kiệm không suy nghĩ nhiều chạy vào bếp, lần mò một hồi vác ra cái búa tạ đưa chồng Doãn. Ông Doãn đón cái búa lên vài, dơ lên cao, đập xuống thật mạnh cái tấm bìa. Tiếng búa nện chắt chúa vàng lên gần chục phát, cái bia vẫn nằm chơ chơ không mảy may có dấu hiệu nứt vỡ. Ông Doãn mệt dã, thở phì phì như rắn hổ mang, mồ hôi túa ra đầy đầu. chân thấp trần cao, tiến lên hiên nhà ngồi xuống với lấy cái ché nước, ngửa cổ tu ẩn ực. Ông Kiệm nhìn vậy thì lắc đầu lầm bẩm Ôi dồi, ông làm ăn gì mà yêu xìu vậy? Để tôi. Ông Kiệp nói xong tiến lại chụp lấy cái búa tạ liên tục gần 20 nhát. Tấm bia đá liền bể ra làm ba. Đúng lúc này, trên trời xoẹt một vệt trắng sáng kèm theo tiếng sét khan vang lên đinh tai nhức óc làm những người có mặt giật mình kinh hãi. Còn chưa hết bàng hoàng thì trong nhà ông Kiệm lại vang lên một tiếng loạn soạn đổ vỡ Bà đầu từ dưới bếp nghe tiếng động lật đặt chạy lên, nhìn thấy cảnh đổ vỡ trong nhà. Bà hết hồn, la hoàng lên. Ôi trời ơi, trời đất quỷ thần ơi! Cả ba người ngoài sân chạy sổ vào, thì thấy bà đầu đứng ngay ra giữa nhà. Dưới bàn thờ ra tiền nhà ông Kiệm, hai bát nhang đổ vỡ tan tành. Đám chân nhang không hiểu về sau lại đang bốc cháy nghi ngút. Ông Kiệm thấy thế, thì hốt hoảng kêu lên với vợ ôi giời ơi, bà còn đứng ngờ ra đấy ạ à? nhanh không cháy nhà bây giờ bị câu nói của chồng làm cho giật mình bà đầu liền chạy ra hè chụp luôn lấy cái chổi mang vào đập bùng bộp xuống đám chân nhang đang cháy chỉ sau vài cái vụt của bà đám cháy tắt hẳn giữa đám chân nhang vừa tắt lửa vẫn lượn lờ đám khói tàn vợ chồng ông doãn kế bên chứng kiến sự việc nãy giờ quay sang nhìn nhau hoang mang đoạn ông doãn theo thả nói sao sao tự dưng lại lại vỡ bắt nhang thế này lạ quá bác Kiệm nhỉ bà nga vợ ông Doãn nhanh nhào đáp lời thầy ông Kiệm thì là nhà có lộc chứ còn làm sao tôi nghe nói hễ mà cháy bắt nhang ấy là sắp có tin vui đấy ông Kiệm và bà đầu nghe vậy cũng chẳng biết nói sao tin vui thì ông bà chưa nghĩ đến chỉ biết là bây giờ Bát nhang đã bị vỡ, chân nhang bay bừa phứa, cần phải thu dọn ngay. Sau đó còn phải bỏ tiền ra đi mua bát nhang mới về thay cho các cụ. Tiền mua bát nhang tuy không nhiều, nhưng cũng là một vấn đề đối với người nhà quê thời bấy giờ. Lúc này công ty chưa có, quanh năm bắn mặt vào mấy xào ruộng. Muối ăn còn chẳng đủ, nói gì sắm mấy cái đồ thờ cúng này, thật chẳng dễ dàng. Bà Nga phụ bà đầu quét dọn xong mớ cho nhang thì cáo từ. Ông Doãn mệt nhọc, khiêng từng tấm bia vừa bị đập bể lên xe bò, rồi cùng vợ kéo xe ra về. Nhà ông Doãn ở trong cùng con xóm đó, cách nhà ông kiệm hai căn nhà, cũng chẳng xa xôi gì nên thoáng một cái, đã hạ càng xe bò giữa sân nhà của mình, thở hắt ra. Vắt cái áo lên vai, ông Doãn bước ra chỗ góc vườn còn trống rồi quay lại bảo với bà Nga. Khiếng mấy cái tấm bìa ném ra đây, vụ gặt tới, chất đống rầm lên, còn cái chỗ để đống rầm cũ, nay mà cho bỏ ăn hết, thì bà Quốc lên trồng rau mà ăn, đỡ phải mua tốn tiền. Mấy mảnh của tấm bìa đá nhà ông Kiệm nhanh chóng được ném ra góc vườn, chờ ngày rơm về là ông sẽ mang chúng ra làm cái kê chân đống rơm. Ông dẫn hài lòng bảo bà Nga đi nấu cơm ăn nhanh kẻo chiều, rồi ông còn đi cất vó. Người nhà quê thời ấy rảnh không đi tụ tập lê la hàng xóm uống nước chè, thì lại đi ra đồng lồng sục kiếm con cá con tôm, chưa chả biết làm gì khác. Sau khi vợ chồng ông dẫn đã về, bà đầu bưng mâm cơm có đĩa rau muống luộc với chén mắm cấy, cùng nồi cá giếc kho mang lên đặt xuống giữa nhà, nơi có cái chiếu cói cũ sờn đất trải sẵn. Ngồi xuống mầm, bà vừa xới cầm vừa nói y. Ông này, ông đảo cái tấm bia đó lên, tôi sợ có chuyện đấy. Hay là vợ chồng mình làm cái lễ tạ thổ công đi không? ông? Ông kiệm đang gắp cá thì quay sang nhìn vợ, ông gặt phăng đi. <laughs> Bài vẽ, để gần Tết tạ luôn một thẻ, bà cứ lò đầu đầu. Quanh cái dãy đất này, nhà ai mà chả lấn vào đất tỉnh làng, bà coi Nhà thằng Hóa ở sau nhà mình. Ngày xưa nhà nó có tận 5 cái bia lù lù ở cửa bếp. Vậy mà nó nhổ hết trơn. Có sao đâu. Chỉ được cái lò xà và vật Chị Nhưỡng, con gái duy nhất của ông bà kiệm hơn tôi 3 tuổi, ngồi bên ăn cơm. Nghe bố mẹ nói chuyện nãy giờ cũng xem vào. Đúng rồi ấy mẹ. Nhà chú Cao cũng nhổ mấy cái bia lận. Có sao đâu. Mai mốt làm lễ cũng sao được rồi trước sự thoái thác của bố con nhà ông kiệm bà đầu chỉ biết thở hắt ra một hơi chắn nản nói thì tao cũng lo cho nhà mình nên mới nói vậy có thở có thiêng có kiêng có lành chuyện tâm linh không đùa được đâu bố con mày ạ dứt cầu bố con ông kiệm không ai đáp trả bà cả Bà cũng chỉ biết lùa đại mấy miếng cơm vào miệng ăn cho xong bữa. Cả bữa cầm nặng nề, mỗi người theo đuổi một ý nghĩa riêng. Bà đầu vẫn nhớ y nguyên lời của ông bố chồng dặn lúc còn sinh thời. Bà cho đó là lời cảnh báo rằng tấm bia kia chứa được một thứ vô hình nào đó, có thể cướp đi tính mạng con người nếu như có ai vô tình chọc vào. Ông Kiệm thì tỉnh bơ coi như không. Ông không mê tín. Vì ông nghĩ rằng chết là hết Còn cái vẹo gì đâu Còn gì nữa đâu mà thần với thánh Chỉ là người xưa Sáng tạo ra để dân đe thế hệ sau mà thôi Chính vì cái suy nghĩ bán bổ ấy Mà quỷ môn quan Đã mở sẵn cổng Chờ ngày ông đi vào kể từ ngày hôm nay Thật là thiên đường mở cửa ông không đi Địa ngục không lối Ông lại xông vào mặt chơi với Diêm Vương Biết trách ai bây giờ Cầm nước xong rồi Chị nhưỡng vào buồng của mình ngả lưng nghỉ ngơi. Hôm nay chị phải đi học, định bụng ngủ một giấc rồi ra đồng phụ bà đầu, làm cỏ ngoài ruộng. Cái cửa sổ hai cánh chị mở rộng, hướng ra sau vườn, nơi có cây mít cổ thụ rất sai quả mỗi khi đến mùa. Từng cơn gió hưu hưu dịu mắt thổi vào cái giường kê sắt cạnh cửa sổ. Chị nhưỡng thoải mái tận hưởng sự ưu đãi của thiên nhiên. Chị thiêu thiêu ngủ lúc nào không hay. Đang ngủ, bỗng chị nghe tiếng khóc lóc lẫn tiếng van xin cất lên ngay trong gian buồng chị giật mình mở mắt giáo giác nhìn quanh buồng một vòng nhưng chẳng thấy gì cả còn đang ngơ ngác thì bỗng chị giật bắn mình miệng ú ớ muốn kêu lên cho bố mẹ buồng bên biết mà chạy qua nhưng cổ họng chị bây giờ nghẹn ứ lại như có bàn tay khỏe mạnh của ai đó đang ra sức siết chặt làm chị không tài nào thở nổi trước mắt chị ngay chỗ cửa buồng một dáng người mờ ảo đang đứng đấy. Người này gầy lắm, hai hốc mắt trũng sầu, tóc tai rối nùi hết lại. Chân tay run lên, dường như đứng đó không vững. Hai bàn tay chắp trước bụng, bị xiềng xích đen xì quấn quanh từ cổ xuống dưới. Người nọ nhìn chị nhưỡng, uất ức gào lên. Nhưỡng người, bố cháu giết ông với các cụ rồi. Họa rồi con ơi Lúc này chị Nhưỡng nhận ra đó là ông Cao Ông nội của chị đã mất được 3 năm Ông Cao toàn nói tiếp Thì ngay sau lưng ông có một bóng đen mờ ảo từ từ hiện ra Chị Nhưỡng nhìn thấy thứ nọ Tim mồm há ra Tim đập điên cuồng Tóc gáy dựng ngược cả lên Bóng đen nọ cao to Vai u thịt bắp Trước ngực đeo một tấm giáp màu bạc Dưới eo thắt đai sắt bên hông rất lệnh bài chính giữa viết một chữ to đó là một chữ nho màu vàng chị nhưỡng nhìn không hiểu đó là chữ gì chân người đó đi giày sắt bóng đèn ấy mình người đầu gấu răng nành nhe nhọn ra như hai cái đinh vậy hai con mắt trắng dã miệng thì đang há ra thở khói phì phì kẻ đó câu nói công rằng vung dây xích bột đầu móc rồi bổ vào người ông nội chị mà quát lên đi sang điểm chỉ cho tao dứt lời Bóng gửi cao to nọ đôi tuột ông cao đi sang buồn của ông bà kiệm kế bên chị nhưỡng sợ quá cố vùng dậy thì chị giật mình tỉnh giấc chị ngồi bật dậy mồ hôi túa ra thầy đầu chị đưa bàn tay lên vỗ ngực thở hồng hộc trấn an thầm nhủ may quá chỉ là một giấc mơ nhưng sao chị cảm thấy giấc mơ nốt chân thật đến vậy Y như là vừa đây Ông chị còn sống về với chị vậy Ngẫm một lát Chị vẫn không thể nào hiểu nổi Ông nội mất đã vài năm Kể từ ngày ông mất chị chưa bao giờ mơ thấy ông về Dù chỉ một lần Vậy mà hôm nay Chị lại thấy ông về trong giấc mơ Mà sao trông ông khổ sở quá Tay mang xiềng xích Y như là tội phạm Còn kẻ bên cạnh là ai Nhìn lại dọa người đến vậy Chị Nhưỡng cứ ngồi bần thần suy nghĩ một lúc lâu Rồi thoáng trong suy nghĩ chị nhớ ra và khiếp sợ Hồi bé, cụ nội của chị cũng hay kể cho chị nghe về cõi âm ti Theo nhiều miêu tả của cụ nội Người cao to kia chẳng phải là quỷ sứ hay sao Ngày ấy chị nghĩ là cụ nội bịa ra thôi Chứ làm gì có âm ti Nhưng mà hôm nay mơ như vậy Làm cho chị nửa ngờ nửa vực Chị địch bụng chiều ra đồng đi làm cùng mẹ sẽ kể giấc mơ cho mẹ nghe Chị Nhưỡng kể lại giấc mơ kỳ lạ ban trưa của mình gặp cho mẹ nghe Thì ba đầu gặt văng đi Thậm chí bà còn bật cười Bảo chị mơ mộng vớ vẩn Đãng đi một tháng sau Cái ngày định mệnh cuối cùng cũng đến với con xóm nhỏ Buổi tối hôm ấy Ông Doãn sau khi cơm nước xong xuôi Thì đồng đỉnh qua nhà ông kiệm xem tivi Ngồi tán phét hút thuốc nào Ở nông thôn Hàng xóm thường vẫn hay sang nhà nhau chơi mỗi khi rảnh rỗi như vậy. Hôm nay cũng như mọi ngày, ông Doãn qua tới nơi thì thấy ông Kiệm đang ngồi vắt vẻo trên bộ bàn ghế mới được đánh dầu bóng loáng kề ở ngoài phòng khách. Bà đầu cùng chị Nhưỡng thì đang làm công chuyện ở sau nhà. Vào nhà ngồi xuống đối diện ông Kiệm, ông Doãn cười cười. Ê, hê, bứng cái bìa đi, thoáng đẳng hẳn lên anh Kiệm nhỉ, bao nhiêu năm để cứ lù lù trước cửa mất cả cảm tình rót lì nước tràn đầy đổ về phía ông doãn ông kiệm kề cả tiếp ừ ờ, đây để trướng cả mắt già vô cứ như là âm binh canh cửa vướng cả lối đi hai ông ngồi nói chuyện rông dài cho đến khuya thì ông doãn chào ra về tiễn ông hàng xóm ra cổng Tiện ông Kiệm mang khóa luôn cả cổng lại luôn, phòng ngừa trộm cắp. Mắc quá ông Kiệm kéo quần, xả đại luôn ngoài cổng. Trên trời trăng hạ toàn mờ mờ soi xuống khoảng dân, thoáng mát, vừa được trắng xi măng. Trong nhà bấy giờ, đã tắt hết đèn đuốc. Chỉ còn cái ánh sáng mở nhạt từ cái tivi đen trắng đang chiếu bộ phim võ tổng diệt hồ. Sau khi giải quyết nỗi buồn xong quay vào. Đang chân thấp trông cao, bỗng ông Kiệm giật mình kinh hãi ông thấy trước quảnh sân nhà ông mơ hồ như có một đoàn người cờ xí vấp vối nhẹ nhàng tung bay mặc dù bấy giờ trời không có gió ông kiệm vội đứng nép vào mép tường chỗ bóng tối để khỏi bị đoàn người như ma quỷ kia trông thấy lạ thay khi ông vừa nấp vào ngoảnh mặt ra thì trước sân nhà lại chả có gì vẫn là mảnh sân rộng mênh mông ông ngơ ngác tự hỏi có chả lẽ mình hoa mắt à Ô, ừ, nhưng mà rõ ràng... Đứng bẩn thần một lát, ông gión rén đi lại sân phóng mắt quan sát bốn bể cho chắc. Nhưng mà quả thật chả có gì. Đưa mắt sang vườn cây nhà ông ở phía tay phải, chỉ thấy những tán cây tỏa ra trên lớp ánh trăng tối đen xì xì. Một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo hơi lạnh buốt dọc sống lưng, làm ông không khỏi dùng mình. Ông bước vội vào nhà tắt tivi, leo lên giường đi ngủ. Bên nhà ông Doãn, sau khi chè nước cả buổi tối bên nhà ông Kiệm về. Về đến nhà, ông cũng leo luôn lên giường ngáy vì vì, không biết trời trăng là gì. Còn bé Mừng, con gái nhà ông bà kém chị những hai lớp, là học sinh giỏi mỗi năm nhờ chăm chỉ học hành. Hôm nay cũng vậy, bố mẹ ở buồng bên đất say giấc thì nó vẫn một mình núi húi thắp đèn học bài. Quá độ nửa đêm, học xong, nó uể oải đứng dậy vươn vai toan leo lên giường đi ngủ, thì ngoài phòng khách vang lên tiếng động lạ, làm cho nó giật mình rụt cổ lại, đứng im tại chỗ, vạch tai nghe ngóng. Tiếng kim loại vang lên loảng xoảng như có ai chân đeo giày sắt đang đi lại trong phòng vậy. Rồi tiếng thở phì phì, vang lên như trâu bò thở mỗi lúc một to. Hãi quá, con bé mừng không cả dám thở mạnh. Nó để nguyên đèn đuốc, cuống cuồng trào lên giường, chùm chăn kính cả người run lên từng chập. Tiếng giày sắt nặng nề, vẫn vang lên như đang tiến lại trước cửa buồng của nó, rồi ngừng lại và biến mất. Con bé mừng tò mò, định hé chân ra nhìn xem là cái gì. Thì nó lập tức lại giật mình đến suýt hét lên. Bởi vì khi tay nó toan hất chân, thì tiếng giày sắt lại vang lên và bước đi xa dần, xa dần sang vùng bên, nơi ông bà Doãn nằm ngủ. Bên nhà ông Kiệm, cũng quá độ nửa đêm, đang ngủ ngon ông bỗng giật mình tỉnh giấc lò bảo mắng hoại wow, được chứ, thật bị trả tiếc môi thì trong do lại mắc vừa chửi ông vừa nhẹ nhàng vén mồm chui ra khỏi giường rồi rón rén hé cửa lách ăn thông xuống bếp dẫn ra vườn sau bước ra tới bên ngoài ông đi như chạy vậy chỉ thoáng cái bóng của ông đã mất dạng trong vườn cây um tùm của gia đình khi Toàn trở về trong nhà Thì ông lại một lần nữa suýt đứng tim Há mồm khiếp sợ Trước mảnh sân nhà ông Lù lù xuất hiện mấy bóng người Trong đó Ông để ý thấy một người gầy gò Trên mình xiềng xích quấn quanh Vài ba vòng Ở phía sau có vài ba bóng người Đang đứng thấp thoáng Như là có sừng vậy Ánh mắt hùng tàn lập lè Như điện quang vung roi sắt Quật chăn chát vào Làm cho người nọ hét lên đau đớn Ông kiệm nhờ mắt nhìn cho kỹ rồi lẩm bẩm bố, bố Đứng trước sân bị đánh đập một hồi chán chề Thì đoàn người kia nôi tuột ông cụ thân sinh của ông kiệm ra cổng Rồi tất cả từ từ tan biến trong màn đêm Lò dò chạy tuột vào trong nhà trèo lên giường Cả người ông kiệm run lên từng chập Mã đầu bị ông làm cho thức giấc Nhổ một người lên hỏi Ờ sao thế Ông bệnh à? Ôi dồi ôi sao thế nay mọi người lại ngắt thế này? Ông kiệm hai hàm răng va vào nhau lách cách, run run nói. Tôi vừa tôi, 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 tôi thấy bố, bố về. Bà đầu nghe vậy thì thần nhiên như không có chuyện gì, bâng cô đáp. Ờ, vậy bố về à? Chắc bố nhớ con nhớ cháu về thăm nhà chứ có gì đâu mà ông phải sợ. Ông kiệm yếu ớt nói thêm bố, về một mình thì tôi nói làm gì? Đằng này, bố bị quỷ sai áp về đánh đập tàn nhẫn trước sân nhà kia kìa. Vậy tôi mới hoảng chứ. Bà đầu vừa nghe xong thì tỉnh ca ngủ. Bà vội chộp tay chồng quả quyết hở lại. Cái gì? Thật không? Chính mắt ông nhìn thấy? Hay hay là ông nhìn gã hoang quốc? Ông kiệm gật đầu lia liệng trong bóng tối nghe hơi thở gấp cấp dồn dập của chồng mình bà đổ biết ông không lầm bà lo lắng nói thêm thôi chết rồi ông ơi ngày xưa bố dặn ông không được đào cái bia kia lên nếu không tất cả từ sống đến chết cặp mùa. ạ các cụ đã đi xem cẩn thận dặn dò thế mà ông không chịu nghe cô ông kiệm bấy giờ mặt đã tái rành vội vàng hỏi lại Thế, thế, thế bây giờ phải làm thế nào hả mình? Tôi, tôi lại cứ nghĩ là cụ cụ nói vậy nhằm giữ lại cái kỷ niệm của của đình anh ngờ hậu quá nó giả thế này bà đầu mệt mỏi Dựa lưng vào vách tường thở dài nói <laughs> tôi cũng bó tay ông đã đảo cái bia kêu lên lại còn đập vụn ra Mang cho lão Doãn nằm đồ cây râm à bà nói tới tôi nhắc chồng biết ông kiệp cổ rũ ngồi sát mép giường hai tay bó cối nghe bà đầu nói thì vội cắt ngang reo lên biết gì bà biết gì bà nói đi bà đầu nhìn ông đáp ông còn nhớ cái nhà ông tuân không nhà cạnh cái đỉnh làng mình ý ngày trước cửa nhà ông ấy có cái ao nhỏ xíu dù chỉ bằng nửa cái giếng ấy các cụ cao niên trong làng đã khẳng định chắc như đinh đóng cột rằng cái ao đó là mất rồng không được lấp vậy mà nhà ông tuân có thèm nghe đâu khăng khăng lấp đi cuối cùng thì sao chết bất đắc kỳ tử cả nhà rồi cũng gần như xóa sổ lây sang cả dòng họ đấy cái gương sống đủ lù ra đấy ông quên rồi ư ừ. Bà đầu không nói thì thôi. Nói ra làm cho ông Kiệm giật mình kinh hãi khi nhớ đến vụ nhà ông Tuân lấp ao mắt rồng. Cả nhà gặp họa sát thân. Ông Kiệm ú ớ nói. Vậy, 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 bây giờ nhà mình phải làm sao hả bà? Ch chứ như vậy thì chết chắc. Bà coi, có cách nào cứu tôi, cứu cái nhà này bảo ơi. Bà đầu vừa tức vừa thương, Bà tức vì ông Kiệm không chịu nghe lời bố chồng cảnh báo về cái bia kia. Để bây giờ, tai họa sắp ập xuống đầu. Thường vì công may có mệnh hệ gì, đâu chỉ nhà bà gánh, mà cả dòng họ. Rồi những người sống xung quanh đình làng cũ này cũng ít nhiều gánh chịu theo. Bà nói... Thôi tôi tính như thế này. Sáng mai tôi đi coi thầy, soi phần âm nhà mình xem sao. Rồi đón thầy qua mà hóa giải chứ đất chùa đất tình mình chiếm đất ảnh, lại còn đập phá đồ đạc của đình. Tôi chỉ sợ, cái họa này khó mà đỡ. Còn nước còn tắt, sáng sớm mai tôi đi ngay, chứ gấp lắm rồi. Từ khi nghe câu chuyện của ông Kiệm kể lại, bà đầu thao thức nằm trần chọc cả đêm, chỉ mong cho đến sáng thật nhanh còn đi coi thầy. Ông Kiệm nằm bên cạnh cũng không khỏi lo lắng thấp thỏm. Nếu như chẳng may ông Phạm phải tội tay trời, phá đình, phá di vật của đình, thì khác gì trên đầu ông bây giờ đang treo một cái án tử đâu. Sáng hôm sau vừa đi chợ về, quăng cái giỏ trong cái mấy con cá cùng với bó rau ra sau hè, bà đầu gọi với vào trong nhà. Con Như ơn, thức dậy chưa? Cá với rau tao để trên hè đấy, hễ mà chưa, tao không về kịp thì nấu cơm hai bố con ăn nha. Nói xong bà vội vã quay người rời đi. Ông kiệm trong nhà chạy sổ ra, sốt trắng nói. Bà, bà xem xét cho cẩn thận. Có gì về báo tôi ngay nhá. Nhớ là hết đụng chạm thật, thì phải cầu thầy đến ngay nhá. Bà đầu gật đầu, leo lên xe đạp phóng đi. Ông kiệm tần ngần nhìn theo vợ cho đến khi bà ra đến đầu đường cái xóm mới thôi. Toàn quay vào nhà, thì sực nhớ ra điều gì, ông vội chạy ngay sang nhà ông doãn qua đến đời chỉ thấy ông doãn ngồi giữa sân đang hí hoáy cột lại cái lồng gà vừa thấy ông kiệm ông doãn ngừng tay nghe răng cười hì hì hỏi ô ông kiệm qua chơi hả đi đi bỏ nhà uống nước tôi đang buộc cái lồng gà cho bà vợ để vậy chuột nó cứ theo cái lỗ thủng chui vào nó bắt gà ông kiệm vẫn còn đang tái mặt xua tay lia lịa vào thẳng vấn đề Ồ, thôi thôi, nước non. Tôi đứng đây nói chuyện được rồi. Tôi hỏi ông nhé. từ cách ngày phá cái tấm bia nhà tôi, ông có thấy gì lạ không? Ví dụ như là ông có mơ thấy ai hiện về? Có cái hiện tượng gì kỳ quái không? Ông Doãn đang cột thì dừng tay ngẩng mặt lên, ông mở mắt to tròn nhìn đăm đăm vào ông Kiệm như là đang nhìn quái vật. Ông câu mày khó hiểu hỏi lại. Ô. Anh Kiệm nói cái gì tôi chả hiểu. Mơ với chả mộng cái gì. Tôi có thấy cái gì đâu. Ông Kiệm ngồi xòm xuống bên cạnh ông Doãn kể lại mọi chuyện. Nghe xong câu chuyện, ông Doãn cười ha hả rồi nói. Ôi giỏi ơi, tôi, tôi sống ngần nay tuổi. Chưa thấy con ma con quỷ, nó ra làm sao. Tôi chả tin, chết là hết ông ơi. Ông Kiệm nghe xong thì hai mắt mở to kinh sợ, trong lòng ông đang nóng như lửa đốt nếu có tai họa gì thật sự thì ông chỉ biết cầu cạnh thầy bà cúng lễ hóa giải coi như đó là tấm bùa hộ mạng cuối cùng mà thôi ông kiệm lắc đầu chán nản đứng lên ra về ông doãn ngồi sòm trong sân ngơ ngác không hiểu hôm nay ông bạn chí cốt bị làm sao tự nhiên qua nhà mình nói năng nói quậy rồi đầu đuôi trả ra làm sao rồi lại bỏ về ông thở dài ngắn ngậm cho rằng ông kiệm già làm cặm mất rồi Bà đầu phóng xe đạp tới nhà thầy. Bà thầy độ ngoài 50 đang ngồi trong nhà xem cho cặp vợ chồng trẻ ngày động thổ đất cất nhà. Bà đầu dựng xe ngoài sân tiến lên hè Bà bỏ cái nón bước vào gật đầu chào rồi ngồi sang một bên. Bà thầy đảo mắt nhìn bà đầu liền nói Chờ tí Nói xong bà tiếp tục quay lại nói chuyện cùng hai vợ chồng nọ. Xong rồi bà cười, nói tiễn cặp vợ chồng kia ra về. Tôi còn nói với theo. Thế nha, cứ y như lời tôi mà làm. Xây xong, làm ăn mắt mẻ lắm, cứ yên tâm. Cặp kia vui mừng liên liệu gật đầu cảm ơn. Tiễn khách xong, bà thấy quay sang, nhìn ba đầu bảo. Sao? Thế xem cái gì ra đây ngồi chỉnh tôi xem nhanh lên. Tôi còn có việc. Cớm! Dạo này bận quá, chả có thời gian nghỉ ngơi. Bà đầu gión rén ngồi trước mặt bà thầy, trong lòng bồn chồn. Bà chỉ sợ tí nữa đây, bà kể ra chuyện nhà bà trên đất của đình, rồi còn to gan nhổ cái bia đá thì sẽ bị trách mắng. Bà còn ngồi tần ngần thì bà thầy đã hối. Ô nhà cái chị này, nói lẹ đi chứ nào. Bà đầu giật mình, quay ra run run kể. À, vâng, vâng, dạ thầy ơi, nhà con xây cất đất đỉnh ấy, là đỉnh lạc cũ, ở à, bao năm không có chuyện gì xảy ra, nhưng mà cách đây một tháng thì có chuyện. số so, là giữa sân nhà con có cái tấm bia đá xanh nâu năm rồi. Bố chồng con dặn, dù thế nào cũng không được đào lên hay phá bỏ, không thì không lãnh được hậu quả đâu. Chồng con không nghe lời ông cụ đã bứng cái tấm bia ấy lên, hôm qua chồng con thấy bố chồng con về ông cụ mất cũng ba năm rồi cụ bị quỷ sai trói áp giải về trước sân đánh đập thầy thầy cho con hỏi thế là thế thế nào ạ bà thầy nghe xong thì cũng không khỏi giật mình bà trố mất ra hỏi thật á bà đầu ngồi đối diện nuốt đánh bọt bà đầu ngồi đối diện nuốt nước bọt đánh ực gật đầu xác nhận Bà thầy trầm ngâm ra vẻ nghiêm trọng như đang suy tính, rồi bà ta phán. Không sao, bệnh thì phải gặp đúng thầy đúng thuốc. Nhà bà tìm đến tôi là đúng thầy rồi đấy, cứ để tôi lo cho. Chỉ có điều là làm lễ hóa giải hơi tốn kém, bà có chịu không? Nói xong, mắt bà thầy lão liên nhìn bà đầu dò xét. Bà đầu nghe tốn kém thì ấp úng hỏi. Nhưng mà... Có, có, có nghiêm trọng không mà phải làm lễ ạ? À? Bà thầy đang ngồi vắt vèo tay tem trầu tan bỏ vào miệng. Nghe bà đầu còn lăn tăn thì bà trợn mắt vỗ tay đánh dầm lên bỏ quát. Lại còn không à? Nhà bà phá đỉnh phá chùa. Tuy các thánh chuyển đến chỗ thờ cúng mới rồi nhưng không còn ở đó nữa. Những cái tích cũ của đình của chùa cấm không được phá bố chồng bà dưới kia đã bị bắt vào ngục cũng là do chồng bà phá cái tấm bia kia mà ra đấy có biết không nhập báo bà đời đấy rồi đời con đời cháu nhà bà ấy à? có mà à, đấy đờ đấy bà đầu nghe những lời vừa rồi chẳng khác nào gáo nước lạnh rộn vào mặt chân tay buồn rộn hồn vía muốn thoát ra khỏi sắc bay thẳng lên rồi bà mới hút máu quay ra cầu cứu hút bà thầy Thầy, thầy ơi! Vậy, vậy chúng con chăm dự nhờ thầy. Thầy giúp nhà con với. Bà thầy ném miếng trầu vào mồm nhai nhai, đưa tay gõ gõ nhịp nhịp lên bàn, trầm điếu thuốc. Làm lễ tốn kém lắm đấy có chịu không? Mà không làm, thì chỉ có nước chết cả nhà, cả dòng họ chứ chả chơi. Trước sự nóng lòng như lửa đốt của bà đậu, bà thầy còn dội thêm dầu vào lửa, làm cho bà đậu nói như khóc. Được được ạ, à. thầy giúp con, tốn kém bao nhiêu con cũng chi, chỉ cần thầy giúp thôi ạ. À. Được, nhưng mà làm lễ xong có hết không ạ à, thầy? Bà thầy nghe xong thì cười ha hả, ra vẻ tự cả nói. Xong à? Không dễ vậy đâu. Tôi còn phải làm lễ phá ngục cứu vong các cụ nhà bà ra, có biết chưa? Bà đầu nghe xong choáng váng, tối sầm mặt mày không dám tin vào những gì mình vừa nghe. Thôi thì còn nước còn tắt, còn hơn nằm nhà đo giường, chờ ngày cả nhà rất nhau do đồng nằm nghe giấy kêu. Bà cắn răng gật đầu mù quán nói. Vâng vâng, vậy thì nhà con trông cậy cảo vào thầy ạ. Bà thấy nghe vậy thì gật cù, ra về hài lòng. Nghĩ đến sắp có khoản tiền bỏ túi dưỡng già, bà ta hào hứng nói. À, cứ tin ở tôi, giỏi sẽ yên xuôi hết đi mà. Mai về chuẩn bị đồ lễ đi, rồi chiều mai, tôi quà tôi làm lễ. Nói xong, bà lật đật đi vào, lôi ra giấy bút quăng cho bà đầu. Còn bà ta thì ngồi chồm hỗn một bên, đọc vanh vách những đồ cần sắm cho bà đầu nghe, rồi ghi lại. Bà đầu cuốn cuồng ngoái bút một hồi, đã kín chằng giấy những đồ cần sắm. Nào là ô tô xe máy, ngựa giấy, nhà lầu, người giấy, hoa quả, các thứ. Đủ các thứ trên đời, đều có trong giấy. Nhìn đống đồ lễ cần sắm, ba đầu cũng không khỏi hóa đá. Nhưng biết làm sao bây giờ, mình đang cầu cạnh người ta, chớ có dạy mà Phật ý. Không thì chỉ có bỏ mạng cả nhà. Bà đầu cứ cắm đầu tin mà không biết rằng mình sắp rước nhầm thầy dọm. Mụ thầy cũng không biết mình đang chìa đầu lên thớt chờ ngày đẹp để chặt mang cúng cho thế giới bên kia. Ở nhà, ông kiệm nóng ruột đi ra đi vào thấp thỏm công yên, lâu lâu lại ngó ra ngõ ngóng bà đầu. Chẳng hiểu sao từ đêm qua đến nay, người ông cứ bồn trồn, ruột gan cồn cào. Từ ngoài cổng, bà đầu tất tuổi chạy vào, nón đội trên đầu cũng chẳng thèm táo ra. Thấy bà, ông kiệm mừng rỡ hỏi ngay. Sao? Sao bà? Thế nào? Thầy bán ra làm sao? Tôi nghe châm nào, bà đầu quay sang Sợ hãi nói Họa wow, Họa wow, to rồi ông ơi Tôi nói rồi mà ông không nghe Ông phá cái bia phạm vào âm quan Nên họ bắt bố Tống vào ngục rồi kinh kiểu Chờ ngày bắt nốt ông xuống chịu tội đấy Còn cả lão doãn nữa Phần này thì có mà ra ma hết Trời ơi Khổ cái thân tôi quá mà Ông Kiệm nghe xong miệng há hốc kinh hãi, mồ hôi trên chắn đã lấm tấm tự bao giờ. Ông ú ớ. Thật th hả th 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 bà? Vậy, vậy, phải này, chết ch thật à? Thế thầy bảo sao, có cứu được không? Bà đầu đưa tay, quệt nước mắt sụt sủi nói. <laughs> thầy sẽ cứu, nhưng mà làm lễ tốn kém lắm. Ông nhìn đi, nhìn đi đây này, còn chưa có tiền tạ thầy đấy. Vừa nói, bà vừa ném cái tờ giấy ghi đồ chuẩn bị lên trên mặt bàn. Ông kiệm vội chộp lấy tờ giấy đưa lên quét mắt đảo qua một hồi. Ông cũng choáng váng tự hỏi, sao mà nhiều đồ đến vậy? Thế này thì có mỏng mạt luôn. Bên kia bà đầu bồi thêm một câu như nhét dao chí mạng xuyên tim ông. Thầy còn nói không làm lễ nhanh. Thì ông chỉ trong tuần này là bị bắt mang dũng kia đấy. Rồi còn cả tôi, còn nhưỡng cả cái dòng họ này cũng không yên đâu thế bây giờ ý ông làm sao cả căn nhà đang lâm vào bầu không khí căng như dây đàn ông kiệm còn không biết phải xử lý ra làm sao thì chị nhưỡng tất tả chạy vào thở hồng học bố bố nhà bác doãn cô nga đang, đang đánh nhau hay sao ấy con nghe tiếng cô nga hết ở mỹ kia kìa cả hai ông bà nghe xong thì giật mình đảo mắt nhìn nhau ông kiệm ngẫm nghĩ ủa ôi ông doãn đánh vợ sao to gàn thế nhỉ vợ ông ấy to gấp rưỡi cơ mà đời nào dám manh động thế bà đầu thấy ông ngần người thì thúc giục nhanh đi sang xem xem nào xem can hai ông bà ấy không thì xảy ra án mạng bây giờ ông kiệm giật mình nật đật chạy đi Lúc đó, tôi cùng đám trẻ đang nghịch nước ở bờ ao, nghe động cũng chạy lên xem náo nhiệt. Ngoài đầu ngõ vài người cũng chạy huỳnh huỳnh vào. Chạy vào, chỉ thấy ông dẫn nằm ngoài sân, cân xanh nổi lên đầy mặt, mặt mũi tím tái, hai hàm răng nghiến vào nhau cánh két. Người cứ oằn lên như con run, máu mồm máu mũi tuối ra. Hai mắt ông trợn lên trắng dã như người lên cơn động kinh. Chân tay thì khua múa loạn dạ. Bà Nga ngồi bệt một bên, tá hỏa mếu máu cầu cứu. các các bác, các chú ơi, cứu nhà tôi với. Cứ thế này ông ấy chết mất. Ai, ai làm cơm, cứu, cứu ông ấy với. Đám trẻ con bọn tôi chạy dạt sang một bên sợ hãi nhìn nhau. Chân tay cứ run lật bật. Ông kiệm rẽ đám người lao vào. Ủa, làm sao thế hả bà Nga? Bà Nga nước mắt nước mũi giàn ruộng. Ngồi bệt sang một bên kế bên chồng, ngẩng mắt nhìn ông Kiệm. em biết đâu, vừa nãy em đi làm đồng về thấy ông cứ nằm đây tự bao giờ, em sợ có hô hoán mọi người ra cứu. Chứ, chứ, chứ em biết gì đâu bất kiệm ơi. Ông Doãn nằm dưới sân bấy giờ, cả người gân quốc nổi lên. Các cơ thịt có thể nhúc nhích gồng lên như đang phải chịu đựng đau đớn lắm. Trong miệng chỉ yếu ớt, phát ra mấy tiếng đứt quãng cứ thả 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 vật lộn khổ sở trên sân vừa nghiêng qua thấy ông kiệm cả người ông duẫn run lên kịch liệt máu mồm phun ra ú ớ ông kiệm sợ hãi đứng lui lại vài bước hai mắt mở to trong lòng không hiểu sao ông dẫn lại bị như vậy Ông Doãn gào lên. Đông dợm! Đông dợm! Dứt cầu thì ông Doãn nứt lên vài hơi khó nhập rồi tắt thở. Ông chết trong trạng thái mắt mở trừng trừng, miệng méo lệch hẳn sang một bên. Máu mắt, máu mũi cứ bắt đầu trào ra. Cả đám người ngơ ngác nhìn nhau không hiểu ông Doãn nói gì. Cho đến khi bà ngay hét lên. Giời ơi! Chồng ơi! Chết chồng tôi! Ai, ai cứu chồng tôi với? Ông Doãn ơi, sao ông bỏ tôi đi thế này hả ông Doãn? Mọi người giật mình súng lại. Quả thật, ông Doãn đã rũ áo trầu trời. Ông Kiệm ngây ra như võng. Ông Doãn nói tới đống rồng, chả nhẽ. Còn đam miền màn suy nghĩ, bỗng ông giật mình khi một luồng khí lạnh phả vào người ông. Ông lờ mờ nhìn thấy vài bóng người mờ mờ ảo ảo, đang áp giải ông Doãn đi. Ông Doãn mặt trắng như giấy, máu mắt rỉ ra. Khi đi ngang qua chỗ ông, bỗng một cái bóng đứng lại, cặp mắt đỏ như than hồng của nó từ từ hiện ra. Nó trợn trừng trừng nhìn ông, thở phì phì một hơi lạnh lẽo vào mặt, làm cho ông phải quay đi như là trong trống vậy. Đảo đảo mắt đứng còng vững, xoẹt một cái, đoàn người kia lao ra ngõ rồi tan biến trong ánh nắng mất dạng. Mọi người đổ xô lại hò nhau mang ông Doãn vào trong nhà tắm rửa, rồi còn báo tang khai tử. Ông Kiệm trong đầu dối như là đang thả diều trong rừng. Nghĩ đến câu nói cuối cùng của ông Doãn, ông giật mình hãi hùng. Đúng rồi. Chả lẽ là ông Doãn ném mấy mảnh bia đá mang từ nhà ông về. Này quỷ sứ lên bắt ông ta về trị tội chăng? Nhưng ngẫm đi nghiễm lại, rốt cuộc ông mới là người đào cái bia kia lên, còn tự tay đập nó ra. Tại sao ông không bị bắt mà lại là ông Doãn? Bố ơi bố tiếng con bé mừng khóc lên nức nở làm ông thoát khỏi dòng suy nghĩ đang quay về với thực tại còn bé vừa đi học về thấy cảnh này thì quăng cả cặp lao vào ôm thi thể bố vừa lay vừa khóc thấy còn bà kha khóc to hơn mừng ơi là mừng bố mày chết rồi con ơi từ nay mẹ mình biết dựa vào đâu sống làm sao hả à, con? Hàng gióm lục tục kéo ra ngày một đông. Ông kiệm trong đầu rối loạn. Ông thất thểu ra về. Mặt mũi u buồn. Như thế ông biết trước được cái chết của ông. Cũng đã được định sẵn. Rồi thì chỉ nay mai thôi. Các quan dưới kia cũng sẽ cho quỷ sứ lên bế ông xuống. Đoàn tụ cùng ông bà tổ tiên bên dưới. Giống như ông Doãn vậy. Vừa thấy bóng ông kiệm tập thò ngoài cổng. Bà Đậu đang nhặt rau bỏ con một bên ngẩng đầu hỏi. Bên đấy sao rồi ông? Thế vợ chồng ông Doãn đánh nhau thật à? Ông kiệm mặt tái nhợt nhưng người vừa mới ốm dậy. Ông ngồi phịch xuống bật thềm đò cả người ra. Bà đầu sốt trắng gặng hỏi thêm vài ba câu. Thì ông mới giật mình quay ra nhìn vợ bằng ánh mắt sợ hãi. Ú ớ. Ông Doãn. chết rồi. Bà đầu nghe chồng nói như xét đánh giữa trời quăng, bà giật mình thẳng tốt. Cái gì? Ch chết á? Sao mà chết? Mà hôm qua tôi vẫn còn gặp ông ấy ra thăm đồng, còn khỏe cơ mà. Ông Kiệm không trả lời câu hỏi của bà, mà quay ra khẩn khoản. Chết rồi bà ơi, chắc là tại ông ấy cùng tôi phá cái bia nên bị bắt đi đền tội rồi. Bà, bà xem. Màu đi sắm rửa nễ làm Mời thầy qua giải hạn Nhanh lên Chứ thế này Sớm muộn gì cũng đến lượt nhà mình Bà đầu trợn tròn mắt nhìn chồng Mới ngày nào Ông còn to tiếng vỗ ngực Không sợ trời chả sợ đất Vậy mà bây giờ Sợ đến co rúng như con mèo hèn Ba thở dài nói im ừ, để, để chiều tôi đi sắm lễ Mai nhờ thầy qua Nhưng mà Tại sao ông Doãn chết? Ông Kiệm run run nói: Bị bị bắt chứ còn sao. Bà đầu giật mình ngơ ngát bắn tính bắn nghi hỏi lại. Ông à, ông bảo sao? Ai bắt? Mà bắt vì tội gì? Ông Kiệm dầu dầu vò đầu bứt tai nói: Chắc là bị quạt dưới âm bắt. Lúc nãy Tôi còn nhìn thấy rõ ràng rằng Cả một đám quỷ sai áp cái vòng của ông ấy lôi ra khỏi cổng đấy Bà đầu dùng mình một cái Ra đầu ra chó cứ thế nổi kín người Bà lắp bắp cái, 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 cái gì? Ờ, ông nói cái gì thế hả ông Kiệm? Ông hoa mắt à? Ông Kiệm nhìn vợ quả quyết xác nhận Nhìn trông hoảng loạn đến tội nghiệp Bà đầu chấn an Thôi, thôi ông đừng có lo, Mai thầy qua làm lễ rồi Đâu sẽ vào đấy Mọi mọi sự sẽ êm xuôi mà Chắc là vậy Một ngày buồn giàu xen lẫn hồi hộp lo sợ Cùng tiếng kèn đám ma bên nhà ông Doãn ỉ ôi Làm ông bà kiệm Đủ thấy cái sóng nhỏ Như muốn nhúng màu Tăng tóc nặng nề Hôm sau Sáng sớm tinh mơ tiếng khóc than của đội nhạc hiếu đắp vang lên não nề. Hàng xóm xung quanh lục tục rủ nhau qua tập trung kín ở cầu nhà ông Doãn, để tiễn đưa người bạn, người lắng giềng về với đất mẹ một đoạn đường quấy. Nhà ông Kiệm hôm ấy rối loạn như là nhà có tang vậy. Ông Kiệm thì tranh thủ ra chợ sắm lễ. Món lớn, món bé, lỉnh kỉnh mang về chất đầy ngoài hiên. Trên đường nhiều người thế lạ, có hỏi thì bà đầu chỉ đáp qua loa. Dạ vâng, hôm nay nhà em tạo đất các bác ạ. Đến giờ, đám thanh niên con cháu trong họ nội tộc vào trong nhà gặt hai mẹ con bà Nga. Hai mẹ con bà đang nước mắt, nước mũi, chảy thề lề. Hai người bị đẩy sang một bên, tiến đến nhấc bỏng cái áo quan của ông Doãn lên, mang ra ngoài sân, cho trưởng ban tăng lễ cùng các đoàn, thể, xóm, đến đọc tiếu văn rồi đưa đi chôn Mẹ con bà Nga chạy theo gào khóc vắng trời, đến là thê nương, ảo à, não. Ông Kiệm đứng lẫn trong đám người trầm xóm có mặt tiến đưa ông Doãn, nhìn chiếc áo quan vàng khè khè có chạm hình dòng phượng đính nhẳng nhịt. Trên mặt ván thiền còn cốc vài hàng nến đang neo lét cháy. Bắt nhàn bốc khói nghi ngốt. Chợt ông mường tượng ra. Rồi nay mai đây, biết đâu một ngày nào đó. Chính ông cũng là người nằm gọn trong đấy thì sao? Nghĩ đến đây ông kiệm sợ đến buồn rồn chân tay, hít thở không thông. Khi trưởng ban tăng lễ đọc phát tiếu văn trọng, tiếng cổng chiêng vang lên, ẩm mỹ. Đã đến giờ đưa ông ra đồng đám trai trắng trong họ lại súng vào xung quanh khiêng áo quan ra cổng, nơi có cái xe tăng đang đứng chờ. Đi được một đoạn, bỗng bắt nhang trên nắp quan bốc cháy phần phần, đoàn người đưa ma hốt hoảng xanh mặt. Ông trưởng ban tăng lễ nhanh nhào la lên. Nhanh, nhấc cái bát nhang vứt đi, không nó cháy là nắp bán thiền bây giờ. Một người nhanh chóng chạy lại, cầm bát nhang đang cháy vứt đi. Ông kiệm kinh hãi khi thấy một làn gói đèn mờ mờ, cuộn lên rồi lên nổi trong đám người hướng vườn nhà ông Doãn mà bay đi. Ông ú ớ ngây người, cho đến khi nghe tiếng người hối thúc. Kẻ ông Kiệm, đi đi, xe tăng đi rồi kìa. Lúc này ông Kiệm mới giật mình tỉnh táo lại, thất thể hòa vào đoàn người đưa ông Doãn đi. Mọi người chờ cho nắm đất cuối cùng, nấp đi, thì mới an tâm rằng ông đâm mổ yên mà đẹp rồi ra về. Ông Kiệm trở về nhà nhìn đống đồ lễ chất ngoài sân Mà Đức từng khúc ruột Xót tiền lắm chứ Nhưng biết làm sao Ông tặc lưỡi nghĩ Thôi âu, oh, nó cũng là cách nghiệp Còn người là còn của Mình làm ra của Chứ còn của mất người Có được gì đâu Cầm nước xong rồi Ba đầu nhìn chị Nhưỡng chạy ra chạy vào bận bịu nấu cháo trắng Để chiều thầy qua cúng làm lễ Ông Kiệm hút hết bi thuốc nào này rồi lại đến vi thuốc nào khác. Sau đó vào giường ngả lưng nghỉ ngơi. Ông nói vọng xuống bếp dặn vợ. Tôi ngả lưng nhớ. Khi nào sắp tới giỏ làm lễ, gọi tôi dậy. Vừa đặt lưng, ông đã nhanh chóng chìm vào trong giấc ngủ. Trong cơn mê man, ông thấy mình đứng giữa một nơi u ám, bầu trời xám xịt. Xung quanh bốn bề vang lên tiếng gào khóc thảm thiết, tiếng quát tháo cùng tiếng rít sắc vang lên lang keng. Ông kinh hãi, bước đi vô trong vô thức. Lập vào mắt ông là một cánh cửa sắt được đính đầu hồ làm thay mở. Trên cổng có ghi hàng chữ Cổ điện bình Tạng vương. Ông Kiệm ngơ ngác nhìn quanh, nhận ra hình như mình đang ở nơi mà người ta hay nói là âm tì hay còn gọi địa ngục. Ông nhớ lại thủa sinh thời, cho ông thường hay nói địa ngục là nơi nằm dưới tầng đá ngầm đáy biển ở dưới hướng Tây Nam đại địa ngục A Tỷ, có lưới sắt bao quanh. Nơi này có 16 tiểu địa ngục, đó là một Sao cốt trước thân tiểu địa ngục, tức là tập dương gõ vào thân. 2. Trừ chân lôi cốt tiểu địa ngục, tức là kéo gần giả xương. 3. Nha thực tâm cam tiểu địa ngục, tức quả ăn tim gan. 4. Cậu thực trường phế tiểu địa ngục, chó ăn ruột. 5. năm Thân tiễn nhiệt du tiểu địa ngục. Dìm thân chảo dầu sôi. 6. Não cô bạt thiêu bạt xỉu tế tiểu địa ngục. Đài xiết quanh đầu, kéo lưỡi, kéo răng. 7. Tù não viện điền tiểu địa ngục. Lấy óc chết vào mình con nhím. 8. Trưng đầu quát não tiểu địa ngục. Tức đốt dầu môi não. 9. Dương xúc thành diêm tiểu địa ngục dê trà sát thành bột. 10. Mộc dắp đỉnh sai tiểu địa ngục, kẹp gỗ sắt tàu. 11. Ma tâm tiểu địa ngục, mải trái tim. 12. Phí thăng lâm thân tiểu địa ngục, đổ nước sôi vào thân. 13. Huỳnh phong tiểu địa ngục, ong vàng chích đốt. 14. Hạt câu tiểu địa ngục, mọt đục thân thể. 15. Nghị chú ngao đam tiểu địa ngục, giang nướng giòn. 16. Từ xích độc xa toàn khổng tiểu địa ngục, rắn độc tím chui vào các lỗ trong người. Cha từng nói, phàm những người khi còn sống làm những việc cùng hung cực ác như tội thập áp phải chịu sự trừng phạt theo phép nước như là sự chém thắt cổ cho đến chết vân vân Đã đành rồi đấy, nhưng khi chết đi, họ còn phải trải qua sự hình phạt của nhiều địa ngục rồi cuối cùng là đến địa ngục A Tỷ này. Xung quanh bốn bể tĩnh nặng như tờ, ông Kiệm có thể nghe rõ từng nhịp tim đang đập điên cuồng trong lồng ngực của mình. Lờ mờ nhận ra, ông á khẩu kêu lên. lẽ, đây là âm tạo, địa phủ. Sự kinh hãi ấy lên đến đỉnh điểm, chân tay ông Kiệm run lên bẩn bật, hàm trên hàm dưới cứ va vào nhau lạch cạch đáy quần cũng đã ướt tự bao giờ. Bỗng xung quanh vang lên một tiếng cười lạnh lẽo, một loạt những âm thanh quỷ dị đáng sợ cứ thất ẩn thất hiện quanh người. Ông sợ hãi ú ớ. Rồi ông giật mình choàng tỉnh giấc. Ông ngồi bật dậy thở hồng hộc nhưng ngồi vừa chạy marathon. Mồ hôi túi ra đầy trên trán. Ông vút ngực thở vào lầm bẩm. Hay quá. Mơ. Chỉ là mơ Ông Kiệm không hề hay biết lúc này Đang ngay đầu giường mình Có hai bóng người đang đứng nhìn ông chằm chằm, Còn cất lên giọng cười the thé kinh hồn Có tiếng động ngoài cửa Ông Kiệm trột dạ một phen nữa Giật mình quay ra nhìn Thế ra là chị Nhưỡng Sắp đến giờ làm lễ thầy sắp sang Bà đầu sai chị Nhưỡng lên gọi bố dậy Chị Nhưỡng vừa vào buồng Thì giật mình kinh hãi khi thấy mặt bố tái xanh Mồ hôi túa ra thành người miệng cứ lẩm bẩm gì đó nghe không rõ. Theo ánh sáng từ cửa sổ hắt vào, chị những thấy trên chiếu loang lộ một vệt nước ẩm ướt. Nhìn quanh chỗ quần của ông bố, thì thấy chị bịt mồm để khỏi cười phát lên. Đoạn chị lao vào bếp gọi. Mẹ! Mẹ ơi! Lên mà xem bố con! Bố con! Bà đầu đang ngồi hí húi thổi bếp lửa, thấy con gái chạy gọi giật gân. Bà cũng thất tim, rồi lao ra hỏi dồn cái gì bố mày làm sao chị nhưỡng dựa mình bực cửa bếp bịt miệng cười đến đỏ mặt tía tài bà đầu sốt ruột nạt ngang cái con này mày nói xem nào bố mày làm sao chị nhưỡng ôm bụng cười ngả nghiêng xong chị ngồi thịt xuống chỉ tay lên nhà nói mẹ mẹ lên mà xem bố con ngủ mơ cái gì đi tiểu trong quần ở trên giường kia kìa Bà đầu nghe xong tay vẫn cầm cái cây cờ, rồi thăm thăm đi lên trên nhà xem thực hư. Chị Nhưỡng cũng đi lên theo, thấy hai mẹ con, ông Kiệm trợn mắt quát. Làm cái gì mà mẹ con mày đứng như ma, hả? Bộ muốn tao đứng tìm chết à? Bà đầu không nói không rằng, hất hàm về chỗ đúng quần của ông chồng. Ông Kiệm cúi đầu nhìn xuống, thấy ướt sũng, mặt mũi ông nhanh chóng nóng rắt cả lên, đỏ cay như quả gốc ông còn đang luống cuống không biết phải làm sao thì chị những vô tư hỏi bố 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 bị nằm mơ bị mẹ giật đánh hay sao mà tè cả ra giường vậy bố ông Kiệm cứng họng không biết phải nói sao đến lượt bà đầu lên tiếng cái ông kiệu kia ông bao nhiêu tuổi rồi mà còn như con nít vậy hả ông còn ngồi ngơ ra đấy à dậy tắm rửa tay quần áo đi thầy dắp trang rồi đấy sẵn giật luôn đi nhá Tôi không giặt trong đâu đấy Ông kiệm xấu hổ Đật đật tụt xuống giường chạy vào nhà vệ sinh Mặt trời dần nghiêng về phía tây Độ 4 giờ kém thì bà thầy nóng lòng Muốn kiếm tiền Nên không đợi nhà ông kiệm phái người qua đón Bà tự mình nhờ người trở sang tận nơi Đến cổng Bà vênh mặt khạnh khạn đi vào Mà không quan tâm nhà này có chó hay không Bà hắng giọng <laughs> có ai trong nhà không? Bà đầu từ sau bếp chạy ra, vừa thấy bà thầy ăn mặc quần áo hoa hoét loè loẹt từ trên đầu xuống chân, thì đứng hình mất vài giây. Đoạn bà lấy lại tinh thần đon đả. Ôi, ôi thầy, sao thầy đã qua tới đây rồi, con đang định đi qua bên đấy đón thầy. Thật là ngại quá, để thầy phải tự qua đây như này. Bà thầy lườm bà đậu một cái rồi khoác tay nải lững thững vào sân đảo mắt một vòng cái đống lưỡi trên bàn rồi ra cái vẻ nhân đạo mà nói không sao tôi chịu cực khổ tí cũng được chứ sang muộn lỡ qua mất giờ đẹp thì các người gặp họa tôi cũng không có đành lòng nói xong bộ ta cười the thé hô hố tiếng cười như con dê kêu thật nghe qua chỉ muốn tháo ngay đôi dép mà tắng vào mặt cho vài phát Mụ lại nói Thôi 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 Mau mau dọn dẹp để tôi chuẩn bị làm lễ Thế còn thiếu cái gì không Nếu đủ hết rồi thì mang lên đây nhanh lên Không thì tối mẹ nó rồi Bà đầu nghe vậy thì vội vàng dục chị nhưỡng quét dọn sân rồi trải chiếu kê bàn lễ Nhăng đèn mang ra đầy đủ Ông Kiệm cũng vừa lúc mặc quần đùi đỏ đỏ xanh xanh Vác chiếu đi giặt ở dưới ao về Thấy thầy Ông ngơ ngơ ngác ngác nhìn một hồi Rồi bà thầy quay quắc nạt ông. Nhìn cái gì mà nhìn? Thế thằng cu, nhà chủ đây hả? Mày nghịch cái gì mà dại nắm con? Mày mặc cái quần áo dài vào nhanh lên, dù ra đây còn làm lễ. Ông kiệm trợ mắt thầm nghĩ. Bại nó chưa? Dám gọi bố là thằng cu à? Nốt xuống cổng tức, ông nở một nụ cười cầu tài nói. Ờ, ờ, vâng, tôi đi ngay. Chăm dự nhờ cậy thầy. Nói xong, ông vội vàng chạy vào thay cái bộ đồ đẹp nhất mà ông để dành, chỉ có đám cưới mới mang ra diện cho oách. Giày tây sơ mi đóng thùng xong xuôi, mấy giờ ngoài sân, mâm lễ đến đâu vào đấy. Gà luộc cháo trắng tiền giấy vàng mã, hòa hương quả. Ông Kiệm cũng bước ra, ba người quay ra nhìn ông Kiệm trợn mắt ngây ngẩn, và thầy bĩu môi, nói cạnh khóe. Ừ, dạ ơi, không biết là cái nhà thằng cu này, nó đi làm lễ giải hạn hay đi biểu diễn thời trang đi. Lại thằng cu, ông kiện tức lắm, chắc mụ thầy kia đã hơn tuổi ông hay chưa mà mở mồm ra là gọi ông là cu cu, chạm đến cái lòng tự ái. Ông hầm hầm quay vào thay bộ quần áo bộ đội đã bạc màu. Sỏ dép tổ ông đi ra ngồi sau lưng vợ, mà thầy nhìn một lượt gật đầu nói in. Ừ, ổn cả rồi đấy, tôi bắt đầu làm lễ nhá. Lễ này ấy, bao gồm mà hóa giải vật hạn mà cô kia nó phạm vào và làm phép phá ngục cứu vong đấy. Tất cả ngồi im. Cô sai gì? Y phép mà làm. Cấm cãi nghe chưa? Liên tục bị gọi là cu. Ông Kiệm gân lên chân chắn đất lỗi xanh lè. Ông nghiến rằng nghiến đợi, bọt mép suýt thì chút nữa sùi cả ra. Bà đầu thấy chồng như thế thì tỏ ý khó chịu. Bích nhẹ tay một cái, mà mau mau chấp tay làm lễ, mụ thầy lần mò trong tên nải lôi ra một quyển sách bên trong có chữ viết nhằng nhịt nhìn một lát mụ cảm giác hoa hoa mắt cảm giác nó hoa tít thỏ lò buồn ngủ rũ rượi thật ra mụ mạo danh là lính ăn lộc nhà thánh chứ mụ có căn có quả gì đâu bao nhiêu vụ cúng bái thì có vụ gặp may như chó ngắp phải ruồi rồi có vụ dở răng, người ta đến hỏi thì mụ thoái thác nói vòng nói vo sau cùng yêu cầu làm lễ lại hô giá tiền công trên trời làm cho người ta tức học máu chửi dăm ba câu rồi bỏ về. Thế là xong, tiền mất tật mang. Hôm nay cũng vậy, mụ sang đây lại định dở cái trò cúng rằng cúng xịt kiếm ít tiền về dưỡng già. Mà không dè chọc phải đại họa sát thân. Mụ bắt đầu lầm khẩm cấn váy. Nam mô... Con làm nòa gì đạp Phật, thiên linh linh địa linh linh, vừng ơi mở ra uống bà là uống bà là kẹo dừa nhô, rồi vải sấy khô, bánh quy kẹo vừng cúng ba la xì bùa. Ông kiệm lắng tai nghe bài cắn thì hóa đá, trong đầu ông thẩm mỹ. Con mẹ nó chứ, từ thủa sinh ra, đến giờ chưa gặp cái trường hợp nào lôi toàn bánh kẹo nông sản ra khấn phái thế này cả. Khấn cái gì mà lạ thế này? Bà đầu cùng chị Nhưỡng cũng tròn mắt chóng vắng, bà đầu không nhịn được hỏi thầy. Thầy ơi! Thầy! Thầy, thầy khấn cái gì mà kẹo dừa với sô-cô-la vải khô thế thầy? Bà thầy quay ra lườm lườm dí tay vào chắn và đầu nạt nhẹ. Phạm nhân ngu rốt biết cái gì mà hỏi. Người ta khấn kiểu của người ta. Hỏi lắm, lặng im để tôi vào việc. Các thánh sắp xuống ngự rồi đấy. Bị nói là ngu thì đúng là ông bà đầu ngu thật. Bỏ đống của ra thuê con thầy rộng về khấn nhăn khấn cuội rồi lót mà nằm phép nhố nhăng chọc giận các quan dưới âm. tí phép này, dù có la hán kim cương mình đồng ra sách hạ phàm cũng không cứu nổi nhà bà. Bị nắng, bà đầu ngậm ngùi, không biết nói gì, chỉ những ngồi bên nín cười trước bài khấn của bà thầy. Được một hồi, bà bắt đầu khấn gì mà mọi người nghe loáng thoáng có chữ... Diệm bường quản tạ toàn bộ âm sai. Khói nhàng bay bổng lượn lờ, một cơn gió nhanh lạnh lẽo khẽ thổi làm đánh lá khô ở góc vườn xào sạc vang lên trời sầm tối dần bà thầy vẫn khấn chẳng răng đại hải cho đến lúc chập trọn mới dứt bà ta bắt đầu quay qua nói đến giờ rồi để tôi đốt sớ làm phép hóa giải hạ nói xong mụ lật đật đứng dậy vớ vào tờ sớ ghi gì đó bên trong mà cả nhà ông kiệm cũng chẳng hay biết rồi bà chạy ra góc sân châm lửa đốt ngọn lửa bốc cháy lên Bắn cái cháy rụi tờ sớ gió thăng thẳng thổi quấn cái đám cho lên không trung xoay vòng mòng xong rồi, mụ thầy quay lại khấn vái lần nữa rồi mụ quay ra hớn hở nói đấy nhá được rồi đây này ông kiệm nghe vậy thì chồng người lên dí mắt vào quan sát chỉ thấy tất cả đồng xu đều là mặt sấp mù tịt về cúng bái nên ông cũng gật gù yên tâm bà thầy lại nói tiếp chưa xong Bây giờ còn phải làm lễ cúng phá ngục cứu vong các cụ nhà này nữa cơ mà. Thằng cu này, ngồi xuống xem nào. Cả nhà ông Kiệm nghe vậy thì hồi hộp nuốt nước bọt. Bà thầy quay ra nhìn ba người, vơ rất vẻ giảng giải. Này nhá, lễ phá ngục hay còn gọi là lễ giải oan cắt kết. Trường hợp giải oan cắt kết là những người chết tức ta tức tuổi. Chết oan, chết không đi đầu thai được. Như những người tự tử này, những người lính chết trận, những người chết bị tai nạn giao thông, chết bị cướp đâm giặc hiếp, giải oan cho họ đấy. Những người chết kiếp trước, hoặc kiếp này phạm tội, khi chết xuống thì bị đẩy vào ngục làm để giải oan cho họ. Vào cắt kết giảng giải, nghĩa là đứng trước mặt là diêm vương, nói ra oan ra cháy chủ không theo hành thân của họ nữa đấy. Các cụ được siêu thắt thì mới độ cho con cho cháu được phúc phần bản thân con cháu cũng được uh, giải quyết về mặt uh, tâm lý gia đình gia tiên nhà mình được thoát ngộ mặt khác các cụ oan cháy các cụ không cấp được thì sẽ phải hành gia chủ mọi uh, mặt sức khỏe làm ăn hạnh phúc không được uh. như ý đấy luật trời vốn công bằng anh gây tội oan cháy thì chủ có quyền đòi nợ anh anh chết bị đầy vào ngục oan cháy chủ được phép hành con cháu đấy là quy luật nhân quả không được phép can thiệp thổ công cũng không được ngăn cản họ hành gia chủ đâu đấy và thầy cứ thao thao bất tiệt Mồm bán nói bắn cả nước mọt và ba người còn lại Mà ba người chẳng hiểu gì cả Đột nhiên Chó trong gióng từ đâu dội đến đồng loạt sủa ầm lên Có con còn giật tung xích trồm lên Hướng mà chu chéo về chỗ nhà ông Kiệm Những tiếng chu chéo màn dại Sau đó lại cuống cuồng tìm chỗ ẩn nấp Run lên từng chập Con trâu nhốt trong chuồng nhà bà Dung Ngay cổng nhà ông Kiệm Hai mắt trợn trắng đỏ vẻ sợ sệt rúc lung tung tìm đường tháo chạy. Ông Kiệm nghe có tiếng leng cà, leng keng theo gió, lúc xa lúc gần vọng tới. Rồi tiếng người đàn ông quen thuộc các nước nở vang lên. Một làn sương mờ mịt, cuồn cuộn từ ngoài cổng tiến vào sân rồi từ từ tan biến. nhiệt độ xung quanh căn nhà của ông Kiệm nhanh chóng giảm xuống. Cả đám người rét run bẩn bật. Bà thầy nhau mắt nhìn một hồi cũng choáng vãng kinh hãi không thôi. Bà lầm bẩm Chết, chết chết mẹ rồi, cái khấn tại thế nào lại lại thỉnh lên cả, cả, cả đám quỷ, quỷ đầu trâu thế này, chết, chết, chết mẹ rồi đám người kia nấy nhìn nhau hung tàn uy nghiêm ba đầu cùng chị nhưỡng tất nhiên không thể thấy được họ hai người ngơ ngác ngó ngang ngó dọc ba đầu quay qua hỏi chồng có chuyện gì thế ông sao tự nhiên lại lạnh thế nhỉ Bà đầu và chị những không thấy, nhưng trước mắt ông Kiệm thì hiện ra rõ một một nguyên một bầy quỷ sứ mang theo bố ông, xương xích quấn quanh người, trông qua ông cụ hết sức mệt nhọc. Ông Kiệm ngồi im không cả dám thở mạnh. Ông sống mấy chục năm, thường nghe người ta kể về thế giới bên kia, nhưng ông không cho vào tay. Hôm nay, tận mắt, giáp mặt với bọn họ, không còn từ nào có thể diễn tả nổi cảm xúc của ông lúc này. Bà thấy bên kia cũng run rẩy, bối rối không biết phải làm thế nào. Rồi tự nhiên không biết động lực ở đâu, mà con mụ này to gan lớn mật, chỉ tay vào lũ quỷ sai quát. To gan! Cảm bổn cô mà không quỷ hành lễ! Muốn chết à? Quỷ sai mặt mèo đang đứng nhìn chầm chầm đám người. Đột nhiên có một kẻ phàm thường chỉ vào mặt quát vô cớ. Hắn không khỏi giật mình. Hai con mắt to như chuông đồng trợn trừng lên, chúng đang từ màu xám ảm đạm nhanh chóng chuyển sang vàng khe rồi đỏ rực quỷ sai há miệng thở ra làn khương lạnh lẽo người vừa nói ta bà thầy đờ cả người ra giọng nói vang lên làm cho ngủ bút tai cái lạnh len nổi vào tận óc cổ mụ rụt lại như cổ rùa quỷ sai nói tiếp <laughs> Người có thân phận gì mà dám làm lễ hóa giải tội cho kẻ kia? Còn to gan đòi phá mục chủ quan. Ông Kiệm run lên từng chập, vội quỳ xuống vái âm quan như là tế sao. Bà thầy thì ngây ra như phỏng. Bà đầu cùng với chị nhưỡng ngồi một bên, chỉ thấy có một người vô duyên vô cớ lạnh vào không trung, còn một người thì ngồi đờ ra hóa đá. Bà đầu hỏi à, ông ơi, sao thế không? Ông Kiệm cuốn quá, ấn đầu vợ xuống nói. Quỷ đi lệnh đi, bà mù à, không thấy ai trước mặt à. Tuy chẳng thấy gì, nhưng nhìn biểu hiện của ông Kiệm và bà thầy, cả bà đầu lẫn chị Nhưỡng cũng nhìn nhau rồi xì si sụp khấn phái chẳng dám ngẩng đầu lên. Bà thầy trước lời chất vấn của quan sai thì cứng họng, mồ hôi túi ra đầy đầu, ngồi im không biết phải làm sao. Đúng lúc này, tiếng roi vụt đen đét vang lên, kèm theo tiếng khóc van xin Con dài rồi Con dài rồi qua ơi Thả Thả cho con với Con không biết dạy con cháu Thả cho con Giữa sân nhà ông Kiệm Trong lòng đất từ từ thò lên vài ba cái đầu Mặt mũi ai cũng trắng bệnh bệch, Hai mắt đỏ ngầu ngầu Trong số đó có một kẻ chịu hình Bị đánh cho tè tùa Vòng linh cũng nhấp nháy mở nhạt Sắp tan tành như mây khói Bọn chúng chui lên đứng sau đám người kia. Ông cụ thần sinh dòng kiệm thân khoác xiềng xích cả người bầm dập nhăn nhó. Kiệm ơi là kiệm! Mày hại chúng ông rồi kiệm ơi! Vòng còn lại cũng khóc lóc. Kiệm ơi! Cứu tôi với! Đau quá Kiệm ơi! Sao ông rủ tôi nhổ bia làm gì? Đau quá ông Kiệm ơi! Ông Kiệm đang cắn vái nhìn cảnh cả bố lẫn ông Doãn đều bị siêng dích đánh cho bầm dập thì khép vía Ông Toàn đứng bật dậy bỏ chạy ra khỏi nhà thì một quỷ sai mặt cả đang lôi ông Doãn cắt mắt nhìn ông Kiệm hỏi. Đúng chưa? Có đúng tên này đập văn bia đình làng không? Ông Doãn mếu máu cật đầu. Cả đám quỷ sai bên kia đang chất vấn bà thầy quay sang nhìn nhau phá lên cười the té. Ông kiệm thấy cả vậy mà ra đầu tê dại, hai mắt mờ đi. Một quỷ sai từ sau tiến lên, tay cầm xiền xích nung đỏ hừng hực. Không nói không rằng, vung về phía ông kiệm, giật một cái thật mạnh chỉ thấy một bóng người mờ mờ trắng bị đánh băng ra khỏi người ông kiệm, còn ông thì nằm sóng xoài trên đất. bà đầu và chị nhường kế bên thấy ông kiệm đang ngồi bỗng nấc lên một cái rồi cả người ông giãy đành đạch như con gà bị bóc cổ, máu mũi máu mồm cứ thế mà trào ra. bà đầu rú lên. ôi rồi ông ơi, ông kiệm ơi, ông kiệm ông sao thế này ông kiệm ơi. chị nhưỡng cũng chạy lại ôm chầm lấy bố. Bố Bố ơi. Bà thấy lúc này đã hồn vía lên mây Hối hận không thôi Đang yên đang lành thăm tiền mà rước họa vào thân Bà kinh hãi đứng bật dậy Bỏ cả đồ nghề Hét lên một tiếng rồi cắm đầu cắm cổ lao qua đám âm say Đứng đầy sân Mà chạy tụt ra đầu hẻm Tóc tài rũ rượi Mụ lào đảo chạy một mạch về nhà Đám quỷ sai từ từ tan biến, quần cuộn thành làn cói đen, kéo theo vong hồn của ông kiệm ra cổng. Ông Kiệm ngây ngẩn nhìn sách của mình kêu lên. Bà ơi, Dưỡng ơi! cứu bố. Hàng xóm lắng giềng kế bên nghe tiếng khóc lóc thì chạy qua. Đập vào mắt họ giữa sân là đồ lễ còn chất nguyên si chưa kịp đốt. Dưới chiếu là ông Kiệm đang nằm cứng đờ. Bà đầu cùng chị Nhưỡng ngồi bên, vô lấy người ông Kiệm mà khóc. Thấy có người chạy sang, chị Nhưỡng cầu cứu. Các bác Các bác các chú ơi cứu bố cháu Bố cháu làm sao thế này Cứu bố cháu Bố tôi bây giờ cũng có mặt ở đấy Ông tiến lên nhìn mặt ông kiệm Máu mũ máu mồm học ra Đặt tay lên cánh mũi Lần mò xuống ven ở cổ nghe ngóng một hồi Ông lắc đầu nói Không cứu được nữa rồi Ông ấy mất rồi Mẹ con nhà bà đầu nghe vậy thì khóc to hơn, khóc vắng cả trời. Cả xóm nháo nhác nhấp nhổm lo âu. Ai cũng lo rằng cái xóm này nó động chạm gì hay sao mà mới sáng đưa một ma ra đồng, tối lại có một ma nữa nối đuôi. Về phần bà thầy dởm, bà ta chạy thẳng một mạch về nhà đóng sầm cửa lại rồi nấp vào xó nhà tối nhất mà run lên bẩn bật. Miệng không ngừng lẩm bẩm. Ôi chết rồi, chết thật rồi, chết rồi chứng kiến tận mắt quỷ sai bắt người, làm cho tinh thần mụ điên loạn, hoảng hốt, đỡ đẫn cả người. Mụ cứ ngồi trong xó nhà không dám thở mạnh, hai mắt mở to, nhìn chăm chăm vào khoảng tối trước mắt. Cứ thế, mụ ngủ thiếp đi. Cho đến nửa đêm, một tiếng động đánh thức mụ dậy. Ngoài trời gió heo heo thổi, trăng cuối tháng mờ nhạt tỏa xuống thềm sân nhà mụ. Dưới bóng cây trứng cá cổ thụ, vang lên tiếng gì sầm nói chuyện. Mụ thầy tò mò tưởng nhà có trộm mụ gạt sợ hãi qua một đền, rón ra rón rén tiến đến ghé sát mắt vào khe cửa nhìn ra sân. Mụ chỉ thấy dưới gốc cây trứng gà ở góc sân, rõ mồn một, một, một vài bóng người. Trong đấy có một người toàn thân từ mũ xuống đến chân trắng toát. Tỏa ra cánh sáng lập lờ, lấp lánh như khoác trên người sắp bạc vậy. Hai mắt như có điện, cả đám còn lại không rõ mắt mũi, chỉ thấy vài đốm đỏ, nhấp nha nhấp nhộm, nhấp nháy liên tục, hệt như là cái bóng đèn treo tết thịnh. Mụ thầy bói kinh hãi đưa tay bịt chặt miệng lại để khỏi thốt ra thành tiếng. Mụ lại dò dẫm, lui về, không may va phải bàn nước. Tay mụ hất đổ cốc chén trên bàn làm chúng rơi xuống nhà vỡ loạn soạn. Cùng lúc đó, mấy bóng người bên ngoài nghe trong nhà văng lên tiếng động, thì thoáng cái tan biến trong bóng tối, không thấy tầm hơi nữa. Một tuần sau đám tang của ông Kiệm cả xóm nhỏ lại được một phen hoảng hốt kinh hãi. Mỗi khi và chạm hay là chặn vặn tối thì tại nhà bà đậu lại vang lên tiếng thét thất thanh và tiếng kêu la. Chó trong xóm thì thi nhau sủa ẩm ĩ, rồi trâu bò nhà nào nhốt trong chuồng cũng lồng lên đòi húc sập chuồng mà lao ra ngoài bỏ chạy. Gà đã lên chuồng thì sục sạo cục ta cục tắc, vịt ngủ trên bờ rào cũng như hoảng sợ điều gì đấy mà lao xuống bơi ngùm ngụp ở trong ao nước trong đêm. Ban đầu người ta cho đó là có chuyện, chạy sổ sang thì thấy bà đầu tóc tai rũ rượi nằm dưới sàn nhà dãy đành đạch, miệng sùi cả bập bép, giống như có một thế lực vô hình nào đấy đang ra sức đánh đập trả tấn bà, làm cho bà đau đến sống đi, chết lại. Cứ thế, 10 hôm như một, người ta riết rồi cũng quen dần với cái cảnh này. Nhiều người chép miệng nói, khổ. Oh chắc chồng chết không chịu được đả kích nên hóa điên mất rồi. Chị Nhưỡng thì từ ngày bố mất, mẹ lại bị bệnh, ban ngày thì đờ đẫn, tối lại gào thét. Một mình phải xoay sở mọi công việc to lớn trong nhà, đến nỗi cả người gầy sọp đi ốm yếu chồng thấy. Bên nhà bà Nga cũng vậy, bà đầu chập tối phát bệnh thì bà Nga nửa đêm đúng một giờ là cao rú lên, rồi chắp tay van xin vào công chung mồm thì méo sạch cả đi, hai mắt trợn trắng cả xóm lâm vào cảnh hoang mang đến tột độ. Có người đi coi thầy về cho hay. Âu, nó cũng là cách nghiệp, chọc vào các thần các thánh làm gì để bây giờ ra nông nỗi này. Những chuỗi ngày khổ đau, chịu hình, ngày tỉnh đêm mê làm cho hai bà quá chồng thoáng chốc, chỉ còn da bọc xương. Cả người xanh lè lè, mất sức sống. Chỉ khổ hai đứa con gái của hai gia đình phải lao xa, cắn đắng việc to việc bé trong nhà. Bây giờ không biết có ai dám rước hai chị ấy về làm vợ hay không. Kính thưa quý vị, câu chuyện của chúng ta đến đây là kết thúc. Tác giả Hà Cơ là một tác giả rất nổi tiếng ở trên các nền tảng. Đây là lần đầu tiên kênh của chúng ta hợp tác với tác giả Hà Cơ đọc bộ truyện. Nhưng mà quả thật là cái tay bút của tác giả rất là chắc phải không mọi người Rất rất là hay có nhiều chỗ những câu tù tưởng chừng như là bình thường nhưng mà mình đọc xong mình gẫm lại tự nhiên mình thấy buồn cười không biết là mọi người như thế nào nếu như mà thấy hay hay là cảm thấy tác phẩm của hạ cơ hợp với mọi người thì hãy để lại phần bình luận bên dưới để hằng xin được tác quyền nhiều bộ truyện của anh hơn nữa diễn đọc cho mọi người cùng nghe hãy chọn xin một like để kênh và video có thể phát triển được đề xuất chọn xin một comment bên dưới về cái nội dung chuyện ngày hôm nay hay là bất cứ gì cũng được chỉ cần mọi người comment thôi thì youtube sẽ đánh đây là video có hữu ích sẽ đề xuất nhấn vào hình chiếc chuông để nhận thông báo mới nhất đêm đã về khuya chúc toàn bộ mọi người có một giấc ngủ ngon và một giấc mơ đẹp chúng ta cùng hẹn gặp lại nhau vào những chương trình lần sau xin chào và hẹn gặp lại